Đánh sập đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Cầu mua mỗi tài khoản ngân hàng với giá 1,5 đến 2 triệu đồng rồi bán lại cho người Việt Nam ở Campuchia với giá 2 đến 3 triệu đồng. Chiều ngày 27 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Trong số này, Lương Khắc Công, sinh năm 1997, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là người cầm đầu. Nhóm cùng bị khởi tố gồm Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 2005, Nguyễn Hữu Vũ, sinh năm 2005, Lê Nhật Nam, sinh năm 2005, Nguyễn Hữu Hoàng, sinh năm 2004, đều trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có sự tham gia của người Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Trong đó, Lương Khắc Công cầm đầu đường dây, sống tại Campuchia. Những người còn lại trong đường dây này đều trong độ tuổi học sinh, có địa chỉ ở huyện Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Nhóm này thống nhất chỉ sử dụng mạng xã hội Telegram để trao đổi với nhau, quy định ám hiệu bằng tin nhắn. Hành động để nếu bị phát hiện thì những người khác trong đường dây bỏ trốn và tiêu hủy tài liệu, chứng cứ. Đầu tháng 9 năm 2022, công an nắm được Lương Khắc Công quay trở lại Việt Nam nên bắt giữ. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ, triệu tập 57 người khác có liên quan. Từ đó đấu tranh làm rõ đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Theo cơ quan điều tra, Lương Khắc Công từng có thời gian dài sống và làm việc trong các tổ chức đánh bạc tại Campuchia. Công có mối quan hệ mật thiết với các đối tượng người Việt Nam đang bị truy nã, có liên quan tổ chức đánh bạc và hoạt động vi phạm pháp luật khác. Từ đó, Công đã móc nối, hình thành đường dây hoạt động có quy mô lớn. Công đã trực tiếp liên hệ với 11 người ở khu vực huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh để trao đổi về việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng. Công mua tài khoản ngân hàng với giá 1,5 đến 2 triệu đồng mỗi tài khoản rồi bán lại cho các đối tượng người Việt ở Campuchia với giá 2 đến 3 triệu đồng. 11 người liên quan đã liên hệ với 46 người khác trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh để thu mua thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho Công để được hưởng tiền chênh lệch. Nhóm mở bán tài khoản ngân hàng chủ yếu là học sinh, đã sử dụng các loại giấy tờ tùy thân đến các ngân hàng như Vietcombank, Techcombank, Vietinbank, ACB, SHB, Levisportslink để mở tài khoản, bán với giá từ 375.000 đồng đến 1,2 triệu đồng mỗi tài khoản. Tính từ cuối năm 2021 đến tháng 6, Công cùng đồng phạm trong đường dây đã trực tiếp mua bán 230 thông tin tài khoản ngân hàng. Công an đã phong tỏa, thu giữ 450 triệu đồng, 8 điện thoại di động và các tài liệu khác. Quá trình điều tra, công an xác định có những tài khoản có lượng tiền giao dịch rất lớn. Trong vòng 3 tháng, có tài khoản phát sinh giao dịch gần 90 tỷ đồng nghi vấn liên quan đánh bạc, lừa đảo qua mạng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Thiện Lương, Vietnamnet.